Các bạn đã biết chỉnh gương xe ô tô chưa? Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh gương với góc tầm nhìn rất tốt. Đối với gương chiếu hậu bên trái thì khi điều khiển gương chiếu hậu bên trái thì bạn hãy đặt tay nắm cửa trước vào góc dưới bên phải của gương. Ok, đây mới là điều khiển chính xác nhất. Khi điều khiển gương chiếu hậu bên phải, bạn hãy đặt tay nắm cửa trước vào góc dưới bên trái của gương. Các bạn lưu ý điều này sẽ thành công. Ok.